một của cháu là hoạt động nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường? Số 1, đi xe đạp. Số 2, đi xe máy. Đi xe đạp. Đi bộ. Nhỏ có đấy nè, đấy nhỏ đấy nè. Câu số 1 là câu trả lời cuối cùng của cháu và câu số 1 cũng là câu trả lời chính xác. Cháu đi năm cấp dưới sinh nhật nào trên sông? Số 1, biển Hồng Hải. Số 2, biển Thanh Hải. Số 3, biển Caspian. Số 4, biển Kết. Các bạn có số 3, biển Kết. Câu số 4, biển Kết là câu trả lời gì? Là cháu rất là thông minh, rất linh tinh, đúng là chuẩn bị 90% hơn con khác. Như vậy là chúng ta tiếp tục qua câu hỏi số 5. Loài vật nào là động vật có vú duy nhất biết bay? Số 1, đại bàng. Số 2, bồ câu. Số 3, đại bàng. Số 4, hoàng quả. Câu số 3 đó là câu trả lời cuối cùng. Câu số 3 là câu trả lời cuối cùng, cũng là câu trả lời rất đúng. Và trước khi qua câu hỏi số 6, chữ xin tuyên bố số điểm của con hiện có là 3.500 điểm. Tiếp tục câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau. Sa mạc Gobi nằm ở châu lục nào? Số 1, Châu Phi. Số 2, Châu Âu. Số 3, Châu Á. Và số 4, Châu Âu. Các sư nhà của con còn duy nhất một quyền. Một quyền trợ giúp. Suy nghĩ có gì? Nó cười nha. Không trả lời được. Các chị có quyền sử dụng cái lần cuối cùng trả lời hai lần. Đời mù lại cho em đó. Còn lần sử dụng trợ giúp cuối cùng đó là trả lời hai lần. Trong hai lần đó cho có thể chọn. Nè, nhỏ đấy nè. Đấy nè, đấy nè. Đấy nè. Đấy nè, bye bye. Rồi giờ mù ra, rồi ngược lại. Bye bye. Bye bye nữa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hai lần. Bye bye. Con giống làm được không bác? Mình lại cái mũ cho em đi. Cười đi, nó cười đi con ơi. Thời của cháu là 2.250 điểm. Lần sau thì cháu cố gắng tính lại. Có phải ta thấy là phải có một việc không được nhờ. Cái cách nhận lời chăm sóc rất nhiều lần. Trong chú gửi chào cái kỷ niệm của bác sĩ Tổng Trang. Năm trưởng đi, năm trưởng coi, năm trưởng đi. Năm trưởng đi. Câu hỏi dành cho các cháu có nội dung như sau. Giờ bây giờ chúng tôi đã chọn được kỳ sinh kỳ sinh. Trời ơi, tôi đứng dịch ra thì nói em không nghe gì trơn. Gọi nó lại, con tên gì? Dạ, con tên là Châu Trọng Kha. Châu Trọng Kha, học lớp 4A. Rồi, hôm nay là cháu đến dự thi chuẩn bị được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chỉ được 80%. 80%? Ừ, chuyên dưỡng. Chuyên dưỡng là không chắc ăn lắm. Ha? Dạ. Nhưng theo chú thì với cái mặt thông minh như cháu thì 95%. Nè, quay vào đây nè. Tập trung nha. Bình tĩnh nha. Cười quay. Bằng khi trước là cái gì? Cười quay. Mình cảm thấy không trả lời được, sử dụng ngay bao nhiêu tiền. Nè, TV này kìa, quay TV nó kìa. Đó, quay TV kìa, đó. Đó, bác buồn quá. Cười đi coi. Cười coi nè. Cười đi. Dạ, chúng ta bắt đầu. Cười đi coi nè. Cười đi coi. Cười lên. Cười coi. Ở điều kiện bình thường, nhiệt độ sôi của nước là